Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của Pen Pro. Mình là Hiếu Nguyễn. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách các bạn bơm mực ống tẩy xóa và giới thiệu cho các bạn cái dòng bút Sao Thiên S205 mà Pen Pro team của bên mình đã gia công lại cái ngòi và hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái bút này. Thì đây là cái cây bút Sao Thiên S205, nó khác cái dòng bút thường khác là ở đầu nó có thêm cái đầu tẩy. Còn nếu các bạn muốn dùng cái đầu tẩy này mà bút thường mà vẫn biết được mực xóa ấy, thì các bạn chỉ cần mua ống mực xóa Sao Thiên này, các bạn dùng ống mực tẩy xóa Sao Thiên hoặc và mua thêm một cái tẩy xóa chuyên tẩy xóa mực tẩy xóa này. Cái tẩy xóa này vừa tẩy được cả bút chì, vừa tẩy được cả mực tẩy xóa. Nhưng mà cái tẩy bút chì này không tẩy được cái mực tẩy xóa này các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ mở ra cho bạn một cây bút và hướng dẫn các bạn bơm mực nhé. Cái bút Sao Thiên S205 này, thì bạn mở ra các bạn nhìn thấy đây. Cái thân của nó nhỏ hơn các bút bình thường. Ví dụ như là cái cây Sao Thiên S011 này, cây Sao Thiên S010 to hơn và 109 nó cũng to hơn. Thì thân bút này nhỏ rất phù hợp cho các em học sinh lớp 1, lớp 2 luyện mới bắt đầu luyện chữ và viết sai có thể tẩy được. Tại vì dòng bút này nó khá là gọi tiện ích và nó sạch sẽ. Này các bạn mở ra, bên trong này nó có cái ruột bơm mực. Thì ruột bơm mực này các bạn chỉ hút được mực nọ thôi. Thì hiện tại chưa có mực tẩy xóa mực nọ nhá. Thì bạn rút ra thì các bạn dùng mua cái hộp mực ống tẩy xóa Sao Thiên này, viết rất là sạch sẽ. Và bây giờ mình sẽ bơm mực cho các bạn. Đấy, cái bút này nó khác, bút bình thường nó có đầu thêm đầu tẩy. Còn nếu các bạn dùng bút thường và cộng với mực tẩy xóa này thì bạn phải dùng thêm cái đầu tẩy này nữa. Ok, thì bên mình có bán. Thì bạn có thể vào Shopee Pen Pro các bạn mua. Hoặc nếu các bạn đặt số lượng lớn thì các bạn liên hệ với số Zalo của mình ở trên màn hình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này ra và mình lấy một cái ống mực xóa. Thì bạn có thể nhìn thấy cái đầu ống này nó có hai đầu, một đầu nhỏ và một đầu to. Thì đầu nhỏ thì các bạn cho vào đây. Như mình ấy, mình rất khỏe, mình cầm nhanh, ấn vừa xoáy một cái là khực một cái là được. Còn nếu như các bạn không khỏe thì các bạn đóng nắp này vào. Các bạn cầm nha, cho đầu nhỏ vào xuống nha. Các bạn ấn một phát là được, vừa ấn các bạn vừa xoáy cũng được, hoặc các bạn ấn thẳng được. Đấy, nó kêu khực cái, thế nó xuyên qua này. Đấy, hoặc là nếu mà như mình ấn vừa xoáy cái như này, nó cũng khực cái xuyên qua đầu bi này nhá. Và bây giờ việc của các bạn phải đóng xoáy hết cái này nắp vào. Và các bạn phải làm cho mực của ra cái đầu ngoài một chút, một hai giọt thì các bạn mới viết được bình thường. Như mình hay đóng nắp vào, mình gõ xuống bàn nha, gõ xuống cái giấy hay cái gì đấy mấy cái nhá. Bây giờ ví dụ mình nó này đây, mình gõ xuống đấy để cho nó ra mực ở đầu này đi. Đấy, hiện tại mình chưa thấy nó xuống được mực lắm. Mình hơi miết ở đầu ngoài xem nó xuống mực chưa. Nó chưa xuống mực thì mình viết nó khó, nó chưa được nhé. Và các dòng này thì đa số là nó xuống mực, mới đầu xuống mực rất khó. Bạn lấy ngón tay miết đây cho nó hết cái lớp dầu để nó trôi mực xuống. Đấy, thế là các bạn viết được bình thường nhé. Nếu không được các bạn vẩy một hai giọt mực ra thì các bạn viết như bình thường. Đấy, nét khá đẹp. Đấy, bây giờ mình viết thử cho bạn nét chữ của cây bút Sao Thiên S205 này, mực tẩy xóa này. Bây giờ mình viết ở đây rồi nhé, mình tẩy xóa cho các bạn xem nhé. Đấy, tẩy rất dễ. Đấy. Đấy, bút tẩy xóa. Sửa nóng. Bây giờ mình viết lại lên cái chỗ này không bị nhòe. Đấy. Cái giấy này giấy A4 nên là chất lượng rất khá là kém. Còn nếu các bạn viết giấy vở Oni thì các bạn viết thoải mái, không bao giờ sợ bị nhòe nhé. Bây giờ mình viết cho bạn 2-3 chữ của nét của cái bút 205 nhé. Ra mực khá đều các bạn ạ. Cái mực tẩy xóa này nó sẽ nhạt hơn các mực thường một chút nhưng mà viết vẫn rất là thích các bạn nhé. Đây, nét chữ viết khá là thích, của cây ngoài khá trơn này. Đấy, rất trơn. Tẩy xóa được, đấy, như là tẩy xóa. Đấy. Như tẩy bút chì nhưng mà nó không có cặn mấy, không cặn nhiều như bút chì đâu các bạn nhé. Đây, cái giấy này của mình là giấy chất lượng khá là nẩm. Nếu bạn viết giấy ở vở Oni thì nó sẽ không bao giờ ra mùn. Đấy, giấy này giấy A4 mình để khá lâu rồi. Đấy. Ok, thì đấy là dòng bút Sao Thiên S205. Nếu bạn có nhu cầu đặt nẻ cho bé nhà mình viết 5-6 cây ý, đặt 5-6 cây về thì các bạn vào Facebook Pen Pro hoặc là vào Shopee, mình sẽ để link bên dưới comment. Còn nếu bạn muốn đặt buôn về cho
lớp luyện chữ, trung tâm luyện chữ của mình ý, đặt số lượng lớn thì các bạn liên hệ với số Zalo của mình trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.